Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo chéo hình chú mèo như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn size cho bé ha. Bên trong nè, các bạn cũng có thể đổi khung để phù hợp cho người lớn hoặc trẻ nhỏ cũng được. Nguyên liệu thì gồm có len miêu cốt tông cũng 125g, kim hai đầu số 4 tương đương kim 2,5mm, kim khâu tay, kim khâu len và kéo cắt len. Do mình sử dụng chất len miêu cốt tông để làm mẫu túi này, chất len nó có cái độ mềm mại ha, cho nên cái phần thân túi của mình nó sẽ không được cứng cáp. Mình sẽ sử dụng thêm cước nẹp 1mm nè. Đây, độ dày của cước của mình là 1mm ha. Ta sẽ nẹp luôn trong phần thân túi để thân túi của mình nó được cứng cáp hơn. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là một cái phần thân khung như thế này. Thì thân khung của mình nó sẽ có cái chiều ngang là 12,5cm. Và cái độ sâu của nó sẽ là 5cm ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này nè, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ 5, mũi móc đơn thứ 6 và mũi móc đơn thứ 7. Sau khi đã có được 7 mũi móc đơn, các bạn sử dụng cho mình một sợi len khác màu hoặc là kim đánh dấu cũng được ha. Luồn cái sợi len này vào vòng tròn nè. Nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Do thân túi của mình móc xoắn ốc ha, nên cái sợi len khác màu này nó sẽ giúp mình đánh dấu đâu là điểm kết thúc của mỗi vòng nè. Thì mình kết thúc được vòng thứ nhất với 7 mũi móc đơn rồi. Đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu điểm kết thúc của vòng thứ nhất. Để bắt đầu vòng thứ hai, di chuyển kim đến cái chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc thứ nhất. Là chân này ha, móc vào 2 mũi móc đơn nè. Đây. Móc đơn thứ nhất và mũi móc đơn thứ hai vào cùng chân móc ha. Khi đó được 2 mũi móc đơn rồi, chân thứ hai cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân móc và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Tức là mỗi chân móc mình sẽ có 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc thứ 5 cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ 6 móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 7 cũng móc 2 mũi móc đơn ha. Như vậy là ta kết thúc được vòng thứ 2 nè. Và vòng móc thứ 2 này mình tăng lên được 7 mũi móc. Mình có 7 cụm liên tiếp nè. 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu và cụm móc thứ bảy. Tăng được 7 mũi cho vòng thứ hai ha. Để móc tiếp vòng thứ ba, các bạn đưa cho mình sợi len khác màu mà mình vừa đưa xuống á, đưa tiếp lên bên trên để mình đánh dấu điểm kết thúc của vòng này ha. Đối với phần thân túi này, những bạn nào mà móc sợi ha, chất sợi nó sẽ có độ cứng cáp thì cái phần thân túi của mình nó sẽ không cần phải nẹp cước. Còn ở đây mình sử dụng chất len nè, cho cái phần thân nó được mềm mại hơn. Thì mình sẽ sử dụng thêm một cọng cước 1mm. Mình sẽ bắt đầu nẹp ở vòng thứ ba ha. Và cách nẹp nó tương tự giống như cách mà các bạn móc dấu sợi len thừa á. Ta sẽ đưa cái cọng cước này ra phía sau nè. Vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau ha. Chân đầu tiên mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Và khi móc cũng giấu cho mình luôn cọng cước vào trong mũi móc nha. Đây là chân đầu tiên nè. Giấu luôn cọng cước vào trong mũi móc. Một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình có được một cụm móc như thế này ha. Một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Cọng cước của mình khi được nẹp vào thì nó sẽ giấu luôn vào trong mũi móc như thế này ha. Mũi móc của mình nó sẽ giúp che được cọng cước.
Tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Chân kế bên một mũi móc đơn. Giấu luôn cọng cước ha. Chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm thứ hai ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Một mũi móc đơn vào chân kế bên. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi các bạn móc đến cái cụm cuối cùng nè, thì các bạn sẽ nẹp luôn cho mình cái cọng cước thừa này vào trong cái cụm cuối cùng ha. Một mũi móc đơn, tức là mình sẽ nẹp chung với cái cọng cước mà mình đang móc thẳng nè. Ta hoàn tất được vòng móc thứ ba ha. Và vòng móc thứ ba của mình cũng có tổng cộng là 7 cụm liên tiếp. Đây, cụm đầu tiên ha. Tiếp tục cụm móc thứ hai nè. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Và cụm móc thứ bảy. Ta tăng được 7 mũi móc cho vòng móc thứ ba này. Thì khi kết thúc được cái vòng móc thứ ba á, ta đã nẹp cước vào rồi thì cái phần thân túi của mình nó sẽ được cứng kép hơn. Các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn cước thừa. Và để cố định được cái đoạn cước này, dùng cho mình keo 502. Hoặc là những cái loại keo mà dính chắc chắn ha. Các bạn sẽ chích cho mình một ít keo vào mặt trong của sản phẩm và vào cái đầu cước mà mình vừa cắt á. Đây. Vào đầu cước mình vừa cắt với một đoạn len ha. Thì chất keo này nó sẽ giúp cho cái đoạn cước này cố định ở phần thân túi và nó sẽ không có bị chạy nè. Đây, như vậy là mình đã có được một cọng cước đầu tiên rồi ha. Để tiếp tục vòng móc thứ tư, và từ vòng móc thứ tư này các bạn cũng nẹp cho mình cái phần cước này cho đến gần hết thân túi ha. Tiếp tục đưa sợi len xuống phía dưới nè, đánh dấu điểm kết thúc của vòng này. Ở vòng móc thứ tư thì móc theo công thức như sau. Các bạn dựa cho mình vào vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba của mình có một mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng thứ tư sẽ tăng lên cho mình một mũi móc đơn lẻ nữa. Tức là vòng thứ ba một mũi móc đơn lẻ thì vòng thứ tư ta sẽ có hai mũi ở mỗi chân ha. Các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên nè. Cứ giấu cái sợi cước này vào trong mũi móc là được ha. Mũi thứ hai nè. Khi có được hai mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân, chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Hai mũi mỗi chân nè. Tiếp tục là hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân móc.
Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng móc này của mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm liên tiếp ha. Khi móc các bạn nhớ canh chỉnh cho mình cái đoạn len để cho cái đoạn len này nó vừa khít với cái đoạn cước. Ta có cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Và cụm móc thứ bảy. Vòng này mình cũng tăng được 7 mũi móc ha. Tiếp tục vòng kế tiếp cũng đưa cho mình sợi len lên phía trên nè. Thì vòng tiếp theo này cũng dựa vào cái vòng phía dưới nó. Vòng phía dưới có 2 mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân. Thì vòng kế tiếp sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ này lên 1 mũi. Tức là ở đây có 2 mũi rồi thì vòng kế tiếp sẽ là 3 mũi mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân ha. Ta có 3 mũi mỗi chân nè. Chân móc thứ hai nè. Một mũi móc đơn. Và chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn vào mỗi chân móc rồi ha, thì chân thứ tư móc 2 mũi cùng chân móc. Mình sẽ có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng này ha. Sau đó móc thêm nhiều vòng móc nữa và kết thúc mỗi vòng sẽ đưa cho mình sợi len lên xuống để đánh dấu điểm kết thúc của mỗi vòng nè. Các vòng kế tiếp thì cũng làm tương tự dựa vào vòng móc bên dưới nó. Và mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên một mũi cho mỗi vòng ha. Móc tương tự thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi cái vòng tròn này nè, nó sẽ có cái kích thước vừa với cái phần thân khung mà các bạn đang sử dụng. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 10 vòng móc. Ở vòng móc thứ 10 thì mình chưa có móc đến cái đoạn đánh dấu nè. Mình chỉ móc đến đoạn gần đánh dấu thôi ha. Lúc này cái vòng tròn của cái phần đáy túi này nè, khi các bạn ướm vào cái phần thân khung, do phần thân khung của mình khi mở ra nó sẽ không có hình tròn mà nó sẽ hơi bầu bầu ha. Nên khi các bạn tăng cái phần đáy túi á, các bạn sẽ canh ướt chừng cho mình. Nó có một cái độ rộng nhất định rồi thì các bạn đưa cho mình cái phần đáy túi đó vào trong cái phần miệng của khung nè. Nó gần vừa khớp là được ha. Hoặc là các bạn cũng có thể làm rộng hơn cho mình một vòng móc cũng được, cho phần đáy túi của mình nó được to ra hơn ha. Và không nhất thiết cái vòng tròn của mình nó phải nằm ở cái điểm kết thúc của mỗi vòng, tức là cái sợi len thừa á, nó có thể nằm ở một điểm bất kỳ ha. Miễn làm sao cho cái vòng này nó có cái kích thước vừa với cái phần miệng túi là được. Những bạn nào mà sử dụng thân khung lớn hơn hoặc là nhỏ hơn thì các bạn cũng có thể sử dụng cách này để mình ướm phần đáy túi ha. Tức là đưa phần đáy túi vào miệng của túi là được. Thì bây giờ mình sẽ ngưng ở điểm này và mình không tăng mũi nữa. Không tăng mũi tức là các cái chân móc kế tiếp mình sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc cho mình cho đến cuối vòng. Cái cọng cước mà mình giấu vào bên trong nè, thì bên trong của mình cái mũi móc nó cũng sẽ che được cái cọng cước ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi thì từ vòng móc tiếp theo mình cũng sẽ làm tương tự, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha, cũng đưa sợi len để mình đánh dấu nè, và mình sẽ móc xoắn ốc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Phần thân túi của mình nó sẽ tạo ra được một cái độ sâu ha, và chiều cao của cái phần thân túi này nè, các bạn sẽ dựa cho mình vào chiều cao của cái phần khung mà các bạn sử dụng. Thì phần khung mà mình sử dụng là 5 cm ha. Các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân túi có nẹp cước này gấp đôi, tức là 10 cm hoặc là có thể hơn một tí ha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Sau khi móc thêm nhiều vòng móc xoắn ốc đều nhau, lúc này phần thân túi của mình nó sẽ có được một cái độ sâu như thế này. Và chiều cao của phần thân túi nó sẽ gấp đôi so với chiều cao của miệng khung mà các bạn sử dụng. Thì đến vòng móc kế tiếp mình sẽ không có nẹp cọng cước nữa. Lúc này để không nẹp cọng cước, các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình cái đoạn cước mà mình đang sử dụng ha.
Các chân móc kế tiếp, mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Lúc này ta không nẹp cước rồi thì cái việc móc nó sẽ dễ dàng hơn ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục móc xoắn ốc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Và kết thúc mỗi vòng các bạn cũng đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc của mỗi vòng ha. Cọng cước mà mình vừa cắt nè, để cố định được cái đầu cước này thì các bạn cũng sử dụng cho mình keo 502 hoặc là keo chuyên dụng để dán ha. Mình sẽ chích thêm một đoạn keo để cố định cái đầu còn lại. Thì như vậy là cọng cước của mình nó sẽ cố định được và nó sẽ không có bị tuột ha. Sau đó từ đây tiếp tục móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và chiều cao từ cái phần mà mình không nẹp cước nè, các bạn sẽ dựa cho mình vào chiều cao của phần thân khung mà các bạn sử dụng ha. Đây là cái mặt ở bên dưới nè. Chiều cao của thân khung nó sẽ bằng từ cái thân kéo ha, lên đến cái phần miệng của khung nè. Nó sẽ tầm khoảng 5cm ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân túi mà mình không nẹp cước đó thêm 5cm nữa. Và cứ mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Lúc này khi mình đã hoàn tất được toàn bộ chiều cao của phần thân túi rồi, để kết thúc được cái vòng cuối cùng nè. Đây là sợi len mình đánh dấu ha, các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Còn sợi len thừa này nè, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được toàn bộ phần thân túi như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp cái phần thân khung vào trong miệng túi. Ấp ngược cái phần miệng túi lại nè. Cái sợi len thừa này nè, cái đoạn này các bạn sẽ để nằm ở chính giữa của phần thân khung ha. Các bạn sẽ đưa cho mình một hàng móc luồn vào bên trong của phần thân khung nè. Cái hàng móc đầu tiên luồn vào bên trong ha. Lúc này ở bên ngoài của mình nó sẽ từ cái hàng móc thứ hai trở xuống nha. Và để cố định được cái phần miệng túi vào trong thân khung, sử dụng cho mình kim khâu tay bình thường. Và chỉ khâu các bạn có thể chập đôi hoặc là chập tư sợi lại nha. Cố định lại được cái điểm cuối nè. Sau đó giấu cái sợi chỉ này vào trong cái mũi móc trước. Để khâu được thì mình sẽ khâu ở hai bên đi tới. Các bạn sẽ khâu cho mình chính giữa của mặt khung này trước. Ta sẽ luồn cái cọng chỉ này vào trong các cái mũi móc để mình có thể giấu được cái cọng chỉ thừa đầu tiên ha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mà ta móc cái hàng móc ngoài cùng này nè. Đâm luồn ra phía ngoài. Cái phần thân khung của mình nó có các cái khoảng trống lỗ lỗ này nè ha, thì các bạn cứ đâm cho mình ra phía ngoài. Sau đó tiếp tục từ ngoài đâm vào trong. Và cứ thế từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong các cái khoảng trống ở phần thân khung ha. Đây, và cái phần thân ở bên trong mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mà ta móc hàng cuối cùng ở đây nè. Khi các bạn đâm kim thì nhớ ấn nhẹ cho mình để cho cái phần miệng túi nó khớp với thân khung ha. Sau khi đã khâu hoàn tất phần miệng túi vào trong thân khung rồi ha, phần thân túi của mình á, khi mình nẹp cước nó sẽ có cái độ cứng cáp nè, khi ta sử dụng nó sẽ không có bị móp méo ha. Những bạn nào sử dụng chất sợi thì không cần phải nẹp cước. Lúc này khi mình gập cái phần miệng túi lại nè, nó sẽ ra được một cái dáng túi như thế này. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí.
Mình vừa hoàn tất được một tay của chú mèo nè, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tay này. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Phần tay mình móc xoắn ốc nên các bạn cũng có thể sử dụng cho mình một sợi len khác màu và mình đánh dấu tương tự như cái phần thân túi ha. Đối với phần tay thì vòng móc thứ hai móc cho mình theo công thức như sau. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm móc đầu tiên ha. Thì cái cách tăng mũi ở phần tay các bạn cũng làm giống như cái phần đáy túi nè. Chỉ khác là vòng móc thứ hai mình không móc theo công thức của phần đáy túi mà mình bỏ qua cái cụm thứ hai này, móc cho mình từ cái hàng móc thứ ba theo công thức đó và sẽ móc tương tự thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha. Một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có cụm thứ hai nè, tiếp tục cụm thứ ba. Kết thúc vòng móc thứ hai mình sẽ có được tổng cộng là 3 cụm móc như thế này. Ta tăng được 3 mũi cho vòng móc thứ hai. Thì tiếp tục vòng móc thứ ba cũng dựa vào vòng móc thứ hai để tăng mũi. Vòng thứ hai có một mũi móc đơn, sau đó xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Thì vòng kế tiếp cũng tăng tương tự, tăng một mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên ha. Và ta cứ tăng mũi đều cho thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi phần tay của mình nó có được một cái độ rộng. Đây là phần tay mẫu mà mình vừa làm ha. Mình móc tăng lên 4 hàng móc nè. Sau đó kết thúc 4 hàng này, móc thêm 4 hàng móc không tăng mũi. Thì ta sẽ có được cái phần tay như thế này. Khi kết thúc hàng cuối cùng các bạn sẽ tiến hành cắt len. Và cắt len nhớ cắt cho mình một đoạn len dài và sử dụng cái đoạn len này khâu vần tay vào trong thân túi. Khâu vào một mé ở bên hông như thế này ha. Bây giờ ta sẽ tiếp tục móc họa tiết trang trí thân trước, mắt cũng như là miệng. Ở đây mình đã có móc sẵn hai mắt của mèo nè. Thì cách móc phần mắt cũng như là phần miệng nó sẽ tương tự như nhau. Nó chỉ khác số mũi xích đầu tiên gây nên thôi ha. Thì mình sẽ hướng dẫn phần miệng, sau đó các bạn sẽ tăng mũi cho phần mắt. Do phần mắt của mình sử dụng màu đen cho nên nó sẽ khó thấy mũi móc ha. Cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, phần miệng móc lên 4 mũi móc xích. Còn phần mắt ta sẽ móc lên 5 hoặc là 6 mũi móc xích ha. Hoàn tất được 4 mũi móc xích, tiếp tục lên 3 mũi xích. Đâm kim vào chân mũi xích thứ tư, móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha. Chân thứ hai móc một mũi kép đơn. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn. Và chân thứ tư, chân cuối cùng móc một mũi kép đơn. Hoàn tất được các cái mũi kép đơn vào các chân móc rồi, cuối cùng móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và ta đâm kim vào chân cuối cùng đó, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa này ra phía sau các cái mũi móc. Ta khâu hoàn tất được phần miệng túi vào trong thân khung rồi ha. Thân trong của túi sẽ như thế này. Khóa lại nè. Sử dụng kim khâu khâu cho mình hai tay cũng như là khâu mắt và miệng vào thân trước, tạo ra các cái mép râu nè. Còn sợi dây đeo thì chập đôi hai sợi len lại, sau đó móc cho mình một đoạn dây móc xích có độ dài vừa đủ để mình đeo vào thân ha. Sau đó cột ở hai bên phía sau tay nè. Đối với mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu tùy thích cho phần thân túi của mình thêm xinh xắn hơn và cũng có thể tăng giảm size tùy thuộc vào kích thước phần thân khung mà các bạn sử dụng. Chúc các bạn thành công!